Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 137. Chương 1361, nguy hiểm trong sự yên bình 1. Hơn 3 giờ đã trôi qua kể từ lần hành động vào buổi trưa. Dương Gian, Nagasawa và Keiko đang tạm thời nghỉ ngơi trong khách sạn để tĩnh tâm lại, đồng thời lên kế hoạch hành động tiếp theo. Còn về người phụ nữ tên Tôm thì đã được xác nhận trước đó. Điên rồi, lý do là nàng ta đã phải chịu đựng quá nhiều kích động về tinh thần trong một khoảng thời gian ngắn. Về phần có thể chữa khỏi hay không, Dương Gian không quan tâm, đó không phải là trách nhiệm của hắn. Trong một căn phòng yên tĩnh, Dương Gian ngồi im không chút động đậy, hắn điềm tĩnh nhìn quỷ đồng đang chạy lung tung trong phòng. Quỷ đồng ướt sũng toàn thân, như thể vừa mới tắm xong, nước da màu trắng đen vô cùng dị thường. Tấm áo liệm trên người tuy đã cũ nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Mất đi cái đầu đã chết đang thối rữa, quỷ đồng có vẻ hơi không thoải mái cho nên hoạt động với tần suất nhiều hơn trước. Dương Gian luôn chú ý đến tình trạng của quỷ đồng, đây là một con ác quỷ, nếu mất kiểm soát sẽ gây mất mạng. Trước đó, sau khi trực tiếp tiếp xúc với ông già đó, ta có thể chắc chắn rằng quỷ gõ cửa có ít nhất 3 dấu hiệu của ác quỷ thức tỉnh. Đó là vết đốm xác chết, quỷ vực và tiếng gõ cửa. Nếu như trước đó ông già này là người ngự quỷ, vậy thì ít nhất ông ta cũng đã khống chế được 3 con quỷ. Ngoài ra, chiếc áo choàng đen trên người ông già cũng có vẻ khác thường, nó không bị hư hại sau cuộc tấn công bởi tay quỷ trước đó của ta, có lẽ đó cũng là một cái áo quỷ. Hắn nghĩ về điều đó không khỏi lần nữa nhìn vào áo liệm trên người của quỷ đồng. Với mức độ lúc đó của quỷ mà chỉ dựa vào sự trấn áp nhất thời của ta thì quả thực có chút miễn cưỡng, là do ta nghĩ không thấu đáo, có chút khinh địch rồi. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, ta đã đưa ra lựa chọn tốt nhất nên không cảm thấy hối hận. Dù gì đi nữa muốn lấy địa điểm tọa độ trong hộp gỗ thì cũng khó tránh khỏi việc phải tiếp xúc với quỷ gõ cửa, Dương Gian nghĩ. Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên giọng nói của Nagasawa: "Ngài Dương, đồ của hội trưởng Mishima đã được chuyển đến địa điểm chỉ định, có thể bắt đầu hoạt động bất cứ lúc nào." Tiếng chân bịch bịch vang lên. Quỷ đồng khi nghe thấy tiếng động liền trốn vào tủ, nhưng lại hở mép cánh cửa ra, dùng đôi mắt đỏ kỳ dị nhìn trộm ra bên ngoài. Khả năng trốn tránh người sống vẫn còn. Điều này có nghĩa là quỷ đồng vẫn trong tình trạng tốt sau sự kiện linh dị này, không có nguy cơ mất kiểm soát. "Ta biết rồi," giọng của Dương Gian truyền ra, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy rồi bước ra ngoài. Nagasawa đã đợi sẵn ở ngoài cửa, vẻ mặt có chút lo lắng. Bởi vì lần này đi nhận nhiệm vụ làm mồi nhử, không ai có thể mang tâm trạng thoải mái vào lúc này. "Ngài Dương," Keiko gặp người, tỏ vẻ rất tôn trọng. "Tiếp sau đây không có chuyện của ngươi nữa, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hiện tại có thể đến thành phố Kobe," Dương Gian nói. "Vậy thì Keiko ở đây chờ đợi sự trở lại suôn sẻ của ngài Dương," Keiko nói với giọng rất nhẹ nhàng. Dương Gian nói: "Không, có lẽ ta sẽ rời đi bằng máy bay sau khi mọi chuyện được giải quyết, ngươi không cần đợi ta. Ta biết rất rõ hội trưởng Mishima muốn ngươi đến đây vừa là để dò thám, vừa là nịnh nọt. Chỉ là một người bình thường, nếu ngươi muốn sống lâu hơn, cách tốt nhất là tránh giới linh dị càng xa càng tốt." Keiko hơi ngẩng đầu lên nhìn Dương Gian, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng nàng ta chưa kịp nói gì thì Dương Gian đã quay lưng bỏ đi. "Đi thôi Nagasawa. Nếu ngươi có thể sống sót sau hoạt động này, ngươi có thể cân nhắc đến làm việc tại công ty của ta trong tương lai," Dương Gian nói. Hắn bắt đầu thọc gậy bánh xe. Nagasawa bật cười, "Nếu có thể thì lúc đó mong ngài Dương chiếu cố nhiều hơn. Những người sống sót đều có giá trị, còn những người chết thì không đáng một xu." Dương Gian liếc mắt nhìn hắn, "Ôi, khi may mắn cũng rất quan trọng, ví dụ như lần này ta ra tay. Vậy nên ngươi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của một mồi nhử. Nếu không làm được thì cơ hội sẽ không đến nữa." "Ta hiểu rõ," Nagasawa nói. Nếu lần hành động này không phải có Dương Gian thì trước đó hắn đã sớm chết ở ngã tư, nơi quỷ tụ hợp trước đó rồi. Rất nhanh, cả hai rời khách sạn và đi về phía thành phố Kobe. Quỷ đồng đi theo con đường bên cạnh, chốc chốc lại mò mò, để lộ ra bóng dáng, thể hiện sự tồn tại của mình luôn ở bên cạnh, chưa từng rời khỏi đội. Nhưng cùng với lúc đó, ở sảnh sân bay bên ngoài thành phố Kobe, hội trưởng Mishima đã có mặt ở đây để quan sát đến bất kỳ tình huống nào của sự kiện linh dị này, còn sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào. Nhưng trong phòng họp này,
cuộc cãi vã vừa rồi đã dừng lại. Người đàn ông tên Ichiro bị đuổi ra ngoài, hắn đang trút giận bên ngoài sân bay, tên Mishima khốn nạn, hội trưởng như hắn càng ngày càng vô kỷ luật, ngay cả ta cũng dám đuổi ra ngoài. Xem ra đã đến lúc ta phải dạy cho hắn một bài học rồi, cho hắn biết rằng hắn không phải là người duy nhất có tiếng nói trong câu lạc bộ diệt quỷ này. Đi, để cho tên Tano kiêu ngạo đó đến đây, nói cho hắn biết ta có chuyện muốn nhờ hắn, bảo hắn vào trong xe đợi ta. Ichiro theo thói quen nghĩ rằng người đi bên cạnh là cấp dưới nên bất giác nhỏ giọng thì thầm. Người bên cạnh tuy khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng rời đi. Ichiro quay trở lại chiếc xe chuyên dụng của mình. Rất nhanh Tano, người suýt bị chiếc đũa của Dương Gian đâm vào đầu trước đó, xuất hiện với vẻ mặt u ám, hắn đang được dẫn dắt đến bên xe của Ichiro. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1362, Nguy hiểm trong sự yên bình 2. Ngài Tano, ta vô cùng tiếc nuối vì những gì đã xảy ra ở sân bay vừa rồi, Mishima đó thật quá đáng. Lại mời đến một tên viện trợ nước ngoài nào đó, hắn vốn không còn coi những trụ cột quan trọng trong câu lạc bộ diệt quỷ chúng ta ra gì nữa. Đây đúng là một sự ô nhục của đất nước chúng ta. Ichiro nhanh miệng nói, rất nhanh và trực tiếp. Đáng ghét nhất là rõ ràng Mishima đã thất bại trong hành động vừa rồi, đã vậy hắn còn cố chấp tin tưởng người ngoài. Ta nghĩ nếu hành động lần này do Yamazaki và ngài Tano chỉ huy thì nhất định sẽ thành công xử lý sự bất thường ở thành phố Kobe. Vì vậy, ta dự định sẽ tự sắp xếp một nhiệm vụ để vào thành phố Kobe. Không biết ngài Tano có đủ can đảm để đảm nhận nó không? Tên Tano đó lập tức nói, ngài Ichiro hãy yên tâm đi, chỉ cần có ta và Yamazaki, chuyện này nhất định sẽ sớm giải quyết xong. Hội trưởng Mishima đúng là đồ ngốc, hắn không nên tin tưởng tên khốn Dương Gian đó, giờ hành động của hắn đã thất bại, đây là cơ hội để chúng ta thể hiện. Lúc trước hắn bị Dương Gian dạy dỗ, nên trong lòng luôn rực lửa. Mặc dù bị chèn ép, nhưng ngay khi Ichiro nói như vậy, trong lòng hắn lại sôi sục trở lại. Tốt lắm, vậy ta sẽ tự sắp xếp mà không cần thông qua Mishima. Ichiro chợt mỉm cười. Sau một thời gian thương lượng, Tano ra khỏi xe, trong lòng tràn đầy sự tự tin. Ichiro mỉm cười vẫy tay tiễn hắn đi, rõ ràng cuộc nói chuyện vừa rồi diễn ra rất tốt đẹp. Hắn không quá mong đợi tên Tano này có thể thành công, nhưng chỉ cần hắn có thể đi ra thành phố Kobe là được. Nếu hành động của Dương Gian thành công thì hắn có thể chiếm đoạt công lao. Dù sao, Dương Gian cũng sẽ rời khỏi đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể gặp hắn để tranh luận về những gì đã xảy ra. Nhưng nếu mọi chuyện không thành, Mishima sẽ phải cuốn gói rời đi. Hành động liều lĩnh này của hắn có thể hiểu là một sự hỗ trợ rất quyết đoán. Và ở phía bên kia, Dương Gian trở lại thành phố Kobe một lần nữa. Đến rồi, Nagasawa cầm điện thoại Keiko trong tay, dẫn đường đến vị trí được định vị. Trên đường phố, một chiếc hộp lớn được đặt ở giữa đường. Cái đó được gửi thông qua đường hàng không. Nếu tiếp tục đi về phía trước sẽ bước vào khu vực rất nguy hiểm, thậm chí đến máy bay cũng có thể xảy ra chuyện. Thật sự là đáng đồng tiền. Dương Gian nhìn cái hộp cao hơn một người, vỗ vỗ một cái, cực kỳ nặng. Phần mở ở trên cùng, đây là yêu cầu cụ thể. Đây chắc là chiếc quan tài hoa lệ của ông già đó. Nagasawa nói, nó nặng như vậy, làm cách nào để di chuyển được? Có cần dùng đến máy móc không? Ngươi không cần dịch chuyển, chỉ cần ở đây là đủ. Dương Gian nheo lại mắt, mắt quỷ đột nhiên mở ra, quỷ vực trải rộng. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc hộp trước mặt bỗng chìm thẳng xuống đất, bên ngoài chỉ hở ra một cái lỗ. Một khi người qua đường rơi vào thì nó sẽ nhanh chóng đậy nắp lại, họ sẽ bị mắc kẹt sống bên trong mà không cách nào thoát ra được. Dương Gian không có cách nào tác động đến chiếc hộp nặng nề này, nhưng hắn có thể đổi vị trí của những thứ khác. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét. Các tòa nhà gần đó bên trong đều đã được thay đổi, đột nhiên một căn phòng nhỏ xuất hiện trước cái bẫy, cửa phòng đối diện với lỗ hổng trên chiếc hộp. Tiếng gõ cửa là một lời nguyền, không phải là một cách giết người đơn giản, ngươi có thể thu hút quỷ sau khi nghe đoạn ghi âm bên trong này. Dương Gian chế nhạo và ném điện thoại di động cho Nagasawa. Nagasawa vội vàng nhận lấy, vẻ mặt có chút kinh ngạc, hóa ra là như thế này. Có phải là do đoạn ghi âm truyền ra đã thu hút ác quỷ? Dương Gian trả lời,
nhưng hắn cũng không sợ sẽ bị người khác biết bí mật. Bởi vì sau hôm nay, Nagasawa và quỷ gõ cửa chỉ có thể tồn tại một. Nếu hành động không thành, Nagasawa sẽ chết, không ai biết quy tắc giết người của quỷ gõ cửa. Ngược lại, nếu Nagasawa còn sống thì quỷ gõ cửa sẽ bị nhốt lại. Quy luật giết người sẽ bị mất đi giá trị, không thể dụ được ác quỷ đến nữa. Hãy lập tức bắt đầu, sự xuất hiện của con quỷ sẽ mất một thời gian, cũng không nhất định sẽ có hiệu quả ngay. Vì vậy cứ để đoạn ghi âm liên tục phát, ta sẽ kết thúc mọi thứ trước khi quỷ gõ cửa giết người. Dương Gian nói, vậy thì mọi việc đều trông cậy vào ngài Dương. Nagasawa nhìn căn phòng nhỏ bên đường, hắn nghiến răng, cầm điện thoại ghi âm bước vào. Được, Dương Gian bình tĩnh nói. Sau khi Nagasawa bước vào căn phòng nhỏ, hắn lập tức nhìn xung quanh, tất cả đều là ván gỗ, đung đưa như sắp sập xuống, không biết đây là một phần nhỏ được lấy ra từ ngôi nhà nào đó. Sau khi ngồi xuống, Nagasawa mở điện thoại ra, nút phát tệp âm thanh trên trang được hiển thị. Hít thở sâu, Nagasawa nhấp vào tệp âm thanh, cộc, cộc, cộc. Một tiếng gõ cửa âm ỉ, ngột ngạt, khiến người khác nghẹt thở phát ra từ điện thoại. Đúng lúc này, lời nguyền thuộc về quỷ gõ cửa được phát ra. Người nghe chỉ có một mình Nagasawa. Dương Gian đưa quỷ đồng đến một nơi xa, không muốn bị âm thanh ảnh hưởng và trở thành mục tiêu của quỷ gõ cửa. Nơi này chưa bị quỷ vực của quỷ gõ cửa bao phủ, vậy nên hiện tại rất an toàn. Bây giờ tất cả những gì ta phải làm là chờ thời khắc nguy hiểm nhất đến. Hắn vô thức chạm vào mu bàn tay mình. Dưới lớp thịt có hình dạng đường viền của một con mắt. Nếu xảy ra nguy cơ thất bại, thì tức là quỷ vực của mình không thể trấn áp được quỷ vực của quỷ gõ cửa. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1363, Nguy hiểm trong sự yên bình 3. Nhưng nói cách khác, một khi trấn áp thành công, quỷ gõ cửa có thể sẽ bị lôi ra khỏi quỷ vực và rơi vào trong bẫy. Vì vậy, kiến nghị trước đó của Nagasawa tuy khả thi nhưng vẫn rất khó, suy cho cùng thì việc trấn áp quỷ vực không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Hầu hết những người ngự quỷ đều không thể chịu đựng được, dù sao, thì đây cũng chỉ bằng một nửa diện tích của thành phố Kobe. Hy vọng khởi nguồn của sự kiện bong bóng đầu người sẽ không đến quấy rầy. Dương Gian cau mày, đây là điều khiến hắn lo lắng nhất. Quỷ đã có được mảnh ghép đầu người, có lẽ mức độ nguy hiểm cũng không kém gì quỷ gõ cửa, thậm chí còn có thể quái dị hơn. Dương Gian đứng trên nóc một tòa nhà, lặng lẽ chờ đợi. Quỷ đồng đang ở trong căn phòng tối tăm dưới tầng, đầu hơi nghiêng, đứng khuất sau rèm cửa, con mắt đỏ đang nhìn về phía căn phòng ở giữa đường cách đó không xa. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa kỳ lạ tiếp tục vang lên từ điện thoại. Nagasawa ngồi một mình trong căn phòng nhỏ chịu đựng nỗi sợ hãi và lo lắng, chủ động gánh chịu lời nguyền này. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, vì có thể có ông già kia sẽ đến gõ cửa bất cứ lúc nào. Một khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn chắc chắn sẽ chết. Ngay cả những người ngự quỷ hàng đầu cũng chưa chắc đã có thể chống lại sự tấn công của những con quỷ đáng sợ này. Cơ hội chỉ có một, đây quả thật là một nhiệm vụ khủng khiếp. Nagasawa thở dài, vẻ mặt hơi buồn bã. Hắn hơi cúi đầu xuống, nhưng lớp da trên mặt lại bong ra từng mảng, lộ ra máu thịt gớm ghiếc. Nagasawa vội vàng nhặt phần thịt rơi xuống dán lại lên người mình, cả người hắn giống như được ghép lại vậy. Nhìn thì rất bình thường, giống như là một cậu học sinh trung học đẹp trai, nhưng thực tế cơ thể hắn đã xảy ra vấn đề. Hắn giống một ác quỷ hơn là một người sống. Sự ăn mòn ngày càng nghiêm trọng, có phải là ảnh hưởng sau hành động lúc trước không? Nagasawa không thấy dễ chịu nhưng hắn vẫn cười. Làn da nhăn lại có thể tăng độ bám, khiến cho da thịt không bị rơi xuống một cách dễ dàng. Nhưng có rơi ra cũng không sao, chỉ cần nhặt lên và dán lại là được. Tuy nhiên, với việc ác quỷ thức tỉnh ngày càng trầm trọng hơn, cơ thể của hắn ngày càng có khả năng ngã xuống, và nếu điều này tiếp tục hắn sẽ sớm trở thành một cái xác thối rữa và bong chóc, sẽ không bao giờ gắn lại với nhau được nữa. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa không ngừng lại, điện thoại vẫn đang phát. Phải can đảm lắm mới chịu được lời nguyền của ác quỷ, ngoài ra bị tra tấn tinh thần trong giai đoạn này cũng dẫn đến chí mạng. Trước đó, vì biết được vị trí của ác quỷ nên người phụ nữ tên Tôm đã bị ác quỷ làm cho sợ phát điên lên.
Thời gian trôi qua từng chút một, sự kỳ lạ đáng sợ cũng đã đến. Bầu trời gần đó dần dần trở nên to hơn, luồng khí ảm đạm đang dần bao trùm, đồng thời trong không khí bắt đầu bốc lên một mùi hôi thối của xác chết. Quỷ vực của quỷ gõ cửa đang di chuyển, nó đang đi về hướng này. Chỉ là quỷ vực quá lớn, quỷ thật còn chưa tới gần đây, nhưng sự ảnh hưởng đã xuất hiện rồi. Rất nhanh, quỷ vực đã bao phủ đến như trong dự tính. Đúng lúc này, Dương Gian một lần nữa lại tiến thành phố Kobe ẩn chứa vô số nỗi kinh hoàng. Không đúng. Tuy nhiên, hắn cau mày lại khi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Bầu trời tối mịt, nhưng lại quá sạch. Những người lơ lửng trên không trung lúc trước lại biến mất không thấy tăm hơi, có vẻ như sự kiện bong bóng đầu người đã được giải quyết xong. Tuy nhiên trên thực tế, Dương Gian nghĩ rằng dự đoán khủng khiếp trước đó của hắn có thể đã trở thành sự thật. Con quỷ đã chọn được một cái đầu người đáp ứng yêu cầu. Những cái đầu khác có lẽ không còn quan trọng nữa. Tất cả đều bị vứt bỏ. Một con quỷ đáng sợ có thể đã được hình thành. Sự yên bình hiện tại giống như phần nổi của tảng băng, nỗi kinh hoàng thực sự vẫn đang ẩn náu ở bên dưới. Cái đầu chết thối giữa quả thực đã bị lấy đi. Dương Gian tìm kiếm xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy cái đầu nào. Ngay cả cái đầu của con quỷ quan trọng nhất cũng không còn nữa. Không phải lúc nghĩ tới chuyện này, trước tiên hãy cố gắng xử lý quỷ gõ cửa. Không còn sự kiện bong bóng đầu người có. Lẽ lại là chuyện tốt đối với chúng ta, ác quỷ đang ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Điều này cho thấy quy luật giết người cũng có thể thay đổi. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, khoảng 10 phút trôi qua. Dương Gian đang ở một nơi cao cuối cùng cũng nhìn thấy bóng tối dày đặc đang tiến về phía này. Bức tường gần đó bắt đầu mục nát, bong chóc và biến chất. Giữa khoảng bóng đen đó, xuất hiện một người mặc áo choàng phục cổ màu đen, khắp người đầy những vết đốm xác chết. Tuy rằng tốc độ đi bộ không nhanh, nhưng tốc độ tiếp cận lại rất nhanh. Đây là hiện tượng kỳ lạ chỉ xảy ra ở quỷ vực, khoảng cách ở gần đều bị ảnh hưởng. Không thể để ông già chạy lung tung khắp nơi, ông ta quá nguy hiểm, hôm nay ta sẽ kết thúc ám ảnh năm 17 tuổi của mình. Dù ta không biết ông đã chết như thế nào, nhưng ông đã mang lại cho chúng ta rất nhiều phiền phức, vậy nên ông hãy ngoan ngoãn nằm vào trong chiếc quan tài này. Dương Gian tự lẩm bẩm, hành động lần này của hắn cũng có nỗi ám ảnh của riêng hắn trong đó. Chính ông già đáng sợ này đã phá hủy ngôi trường yên bình của hắn, khiến hắn phải đi vào con đường trở thành người ngự quỷ, học sinh trong lớp cũng chỉ còn lại 6 người. Nếu không xử lý được ông ta, có lẽ cả đời này Dương Gian cũng không cảm thấy an tâm. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1364, cánh tay bị chặt đứt một. Lần thứ hai đối mặt với quỷ gõ cửa nên Dương Gian không khỏi căng thẳng, hắn có đủ tư cách sống sót trước con quỷ này, cho nên cũng không còn tuyệt vọng như trước. Tất nhiên, hắn vẫn tin rằng con quỷ có thể thực sự làm hắn tuyệt vọng có tồn tại trên thế giới này, chỉ là hắn chưa gặp phải mà thôi. Rất gần rồi. Đứng trên mái nhà, Dương Gian nhìn thấy những tòa nhà gần một con phố phía xa đang bị ăn mòn. Trong sâu thẳm bóng tối là một ông già, đáng sợ trên người đầy những vết đốm xác chết. Tuy quỷ vực này không mạnh nhưng vẫn có thể bẫy được người thường và người ngự quỷ không có quỷ vực. Có điều nó vẫn không thể ngăn được mắt quỷ của Dương Gian. Chuyện này còn dễ dàng hơn nhiều so với trong thế giới của quỷ họa, vậy nên trong lòng hắn vẫn có chút khá tự tin. Tiếng gõ cửa trong điện thoại vẫn tiếp tục phát ra. Trong căn phòng nhỏ, trên trán Nagasawa đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, nghe tiếng gõ cửa một cách đầy áp lực, khoảng thời gian trước khi chết như này đúng là một cực hình. Con quỷ dường như ở rất gần đây, nó sắp đến rồi. Khắp người Nagasawa giống như cũng có một thứ cảm giác gì đó, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về một phía, một sự bất an bỗng ập đến với tốc độ cực nhanh. Sự bất an lúc này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đó, cái chết như đang ập đến rất gần, không thể tránh được mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Cố lên, ngươi phải tin vào Dương Gian, cũng phải tin vào chính mình, nếu như lúc này chạy trốn thì nhất định sẽ còn tệ hơn khi ở trong căn phòng nhỏ này làm mồi nhử. Nagasawa biết rất rõ, một khi hắn không chịu đựng được mà cố gắng trốn thoát thì hắn sẽ không chỉ đắc ta với Dương Gian, mà còn đắc tội cả hội trưởng Mishima và câu lạc bộ diệt quỷ. Đồng thời, hắn cũng không thể trốn thoát an toàn mà vẫn bị quỷ nhắm tới, lúc đó sẽ chẳng còn ai đến cứu hắn nữa.
Ý thức tỉnh táo đặc biệt quan trọng, nó sẽ giúp hắn hiểu được hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Những người khác đều bỏ chạy toán loạn trong cơn sợ hãi hoang mang, mồ hôi không ngừng chảy ròng ròng trên trán. Ánh sáng trong căn nhà nhỏ hắn đang ở càng ngày càng tối đi, những bức tường xung quanh bắt đầu ngả màu, sau đó bong chóc. Và cuối cùng mục nát và sụp đổ dần. Bức tường được niêm phong trước đó đã sụp đổ, không ngừng xuất hiện những khe hở, sau đó những khe hở lại càng to hơn. Lúc này Nagasawa đã có thể nhìn ra thế giới bên ngoài thông qua những khe hở đó. Đó là một con hẻm ở bên trái, tối tăm, ngột ngạt. Nỗi sợ hãi bất an ập đến từ hướng đó. Nhưng vẫn chưa kịp quan sát kỹ thì sau lưng Nagasawa đột nhiên đông cứng lại, cảm giác ớn lạnh khắp cơ thể. Cạnh nhà xuất hiện một tiếng bước chân, tuy tiếng không lớn, nhưng lại vô cùng nặng nề, từng bước một giống như xác chết bước đi, đồng thời có thể ngửi được mùi hương quen thuộc. Đó là mùi trên người quỷ, không thể diễn tả bằng lời, mùi xác chết thoang thoảng xen lẫn cảm giác u ám. Đến nhanh như vậy sao? Nagasawa nhìn sang chỗ khác, đôi mắt hắn nheo lại. Một ông già người đầy vết đốm xác chết mặc chiếc áo choàng dài màu đen với làn da nâu sẫm đang đi từng bước về phía trước bức tường. Con quỷ này thậm chí còn không nhìn vào trong nhà, chỉ có một góc mặt xuất hiện trước mặt Nagasawa. Sau đó ông ta vẫn cứ vậy mà đi về phía trước, nhìn dáng vẻ thì có lẽ đang hướng về phía cửa chính. Nếu thực sự muốn vào thì bức tường như này cũng không thể ngăn cản được con quỷ. Nỗi kinh hoàng trong lòng Nagasawa đã đạt đến mức cao nhất. Hắn và ác quỷ chỉ cách nhau chưa đến 5 mét. Ở giữa là một bức tường mỏng manh như tờ giấy, đã thế còn thủng lỗ chỗ. Bản thân hắn cũng có thể nhìn rõ bóng dáng đáng sợ đó đang dần dần tiến gần. Một khi đến gần cửa, cuộc tấn công quỷ sắp bắt đầu. Đây là cuộc tấn công chí mạng, sống hay chết đều phụ thuộc vào lần này. Nagasawa không có cách nào chống lại sự tấn công của quỷ gõ cửa. Tất cả những gì hắn có thể làm là đặt hy vọng vào Dương Gian đang ở cách đó không xa. Kế hoạch không có lỗ hổng, đúng thật đã xuất hiện. Dương Gian, người đang đứng trên mái nhà, sắc mặt bỗng tối sầm lại, đôi mắt quỷ đang ngủ yên trong cơ thể chuẩn bị động đậy. Mức độ khởi động quỷ vực tối đa của hắn là ở 5 tầng, 6 tầng thì phải cần tới lời nguyền của hộp bát âm mới khởi động được. Nhưng lần trước dùng 4 tầng là có thể dễ dàng thoát ra khỏi quỷ vực của quỷ gõ cửa nên lần này nếu muốn trấn áp quỷ vực này thì cũng chỉ cần 4 tầng là đủ. Như vậy thì vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được của hắn. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1365, cánh tay bị chặt đứt 2. Còn chưa ta lúc, nhất định phải chờ quỷ đến vị trí gõ cửa đó rồi mới có thể ra tay. Dương Gian không vội sử dụng quỷ vực, hắn sợ sẽ sớm gây ra biến đổi, thay đổi vị trí của quỷ gõ cửa, hoặc là thu hút một số linh dị không xác định xuất hiện. Vì vậy, hành động có thành công hay không phụ thuộc vào may rủi. Bong bóng đầu người vẫn chưa xuất hiện, con quỷ đó giống như biến mất vậy. Sau khi lấy cái đầu thối giữa thì bắt đầu thay đổi. Hy vọng rằng nó sẽ đến không gây ra rắc rối, nếu không thì hành động lần này sẽ lại thất bại. Hắn nghĩ thầm trong lòng, bởi vì hắn hiểu được cái đầu thối giữa đó có uy lực lớn như thế nào. Dương Gian cảm thấy được nếu hắn bị nhắm đến thì quỷ vực nhất định sẽ bị trấn áp, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến việc giam cầm con quỷ gõ cửa kia. Giữ lại quỷ đồng để phòng sự xuất hiện của những con quỷ khác, vào thời điểm quan trọng nó có thể chống chọi được. Có thêm sự bảo vệ của áo liệm quỷ, không tính đến những con quỷ đặc biệt thì nó cũng có thể chống cự trong một khoảng thời gian nhất định. Dương Gian suy nghĩ rất kỹ càng, đồng thời mắt nhìn chằm chằm vào quỷ gõ cửa dần dần đi tới cửa. Con quỷ rất nhanh đã đến cửa, nhưng trước cửa có một cái hố, dưới hố là một cái hòm vàng. Nắp hòm đang mở, tạo thành một cái hố bẫy. Cái bẫy này quá đơn giản, ngay cả những người thiểu năng cũng biết cách tránh, không thể dẫm lên đó. Nhưng quỷ thì khác. Những con quỷ tuân theo quy luật giết người, sau khi hiểu rõ thì cũng có thể dự đoán được hành động. Quỷ gõ cửa tiếp tục tiến về phía trước với bước đi vô cùng nặng nề, rất nhanh đã đến cửa. Nhưng mà con quỷ đáng sợ người đầy những vết đốm xác chết này lại không có rơi vào bẫy. Cái hố rõ ràng tồn tại nhưng trên đỉnh hố lại hình thành một con đường trực tiếp nối qua đó. Ngược lại cả một cái hòm to đùng lại bị che đi như thể đã bị biến mất. Dương Gian biết rằng cái hộp vẫn ở đấy,
cái bẫy vẫn còn đó, nhưng quỷ vực lại thoát khỏi thực tại. Quỷ ở trong quỷ vực không thể nào có liên quan đến thực tại, vậy nên mới xuất hiện hiện tượng không giao nhau như vậy. Và tất cả những gì hắn phải làm là đưa quỷ trở lại thế giới thực tại. Vì vậy cần phải áp chế. Bắt đầu. Đột ngột. Ông già người đầy những vết đốm xác chết cuối cùng cũng dừng lại, tay áo choàng đen lay chuyển, một cánh tay cứng ngắc giơ lên. Hành động của quỷ gõ cửa đã xuất hiện. Chỉ cần con quỷ gõ vào cánh cửa này thì người duy nhất ngồi trong phòng là Nagasawa chắc chắn sẽ phải chết. Nếu có nhiều người có lẽ còn có cơ hội khiến tiếng gõ cửa đầu tiên giết người khác chứ không phải mình. Nhưng vào lúc này, con quỷ không thể nào bị trấn áp. Ít nhất Dương Gian không thể làm điều đó với điều kiện hiện tại của hắn, nhưng nếu chỉ là ghép quỷ vực thì hắn mới chỉ thua vài lần. Lúc này, hắn cho rằng đó là một cơ hội thích hợp. Trong phút chốc, mắt quỷ mở ra. Không chút do dự, ba tầng quỷ vực chồng lên nhau, bắt đầu vây từ xung quanh hắn. Ánh sáng đỏ bắt đầu nhanh chóng lan rộng, bầu trời âm u xung quanh biến mất, bắt đầu bị thay thế bởi quỷ vực của hắn. Đây là một cuộc xâm nhập mạnh mẽ. Quỷ vực của Dương Gian không cần phải chuẩn bị, sau khi mở ra thì tốc độ bao phủ cực nhanh, chỉ cần 1-2 giây là có thể bao quát một thành phố. Đây là một lợi thế cực lớn của hắn, bởi vì mắt quỷ có nhanh đến mức nào hay quỷ vực có lan. Rộng nhanh như nào thì đây cũng là những con quỷ vô cùng kỳ quái. Tuy quỷ vực của quỷ gõ cửa đã cản lại, làm cho phạm vi bao phủ chậm đi. Nhưng cuối cùng quỷ vực của Dương Gian vẫn bao phủ vùng phụ cận của quỷ gõ cửa và trực tiếp vây lấy nó. Tuy nhiên, quỷ vực đỏ khi đến trước mặt con quỷ đáng sợ này lại bắt đầu mờ dần, giống như đang ngả màu, mục nát. Có một linh dị vô hình trong người ông già này, nó đã cản trở tiến trình xâm nhập của quỷ vực. Phạm vi không lớn, nhưng nó vừa vặn vượt quá kích thước của cái bẫy, dù sao thì khe hở của chiếc hộp cũng chỉ là hữu hạn. Lúc này, cánh tay của con quỷ đã giơ lên đang hướng về phía cửa phòng. Một khi ngón tay khô cứng chạm vào cánh cửa gỗ và tiếng gõ cửa vang lên thì hành động lần này coi như thất bại. Bởi vì sau khi giết chết Nagasawa, quỷ chắc chắn sẽ rời đi. Nếu không có bẫy thì Dương Gian cũng không thể trực tiếp trấn áp nó, hành động hoàn toàn thất bại. Bốn tầng quỷ vực, nhưng động tác của ông già này hơi chậm, trong khi tốc độ của Dương Gian lại nhanh hơn. Bốn tầng quỷ vực đã mở ra, sự xâm nhập của quỷ vực cũng tăng lên. Một tia sáng đỏ bắt đầu xuất hiện gần cánh cửa, phản chiếu trên khuôn mặt già nua, gầy gò đầy những vết đốm xác chết khiến nó trông vô cùng đáng sợ và kỳ quái. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1366, cánh tay bị chặt đứt ba. Không đủ. Ánh mắt Dương Gian khẽ di chuyển. Tuy rằng bốn tầng quỷ vực đã xâm nhập được, nhưng không thể tách quỷ đến hiện thực. Điều này cho thấy sự xâm nhập của quỷ vực vẫn còn hơi yếu. Không, không đúng, quỷ vực của ta đang thối rữa. Đột nhiên, hắn bị sốc khi phát hiện ánh sáng đỏ của mình bao phủ trên người ông lão bắt đầu mờ đi nhanh chóng, như thể cái xác dày đặc những vết đốm xác chết đó có một loại lời nguyền khủng, khiếp. Lời nguyền này sẽ tăng khi đến gần và chồng chất lên nhau tùy vào thời gian tiếp xúc. Nó giống như tiếng khóc của quỷ diện, đồng thiến. Nguy hiểm đáng sợ nhất có lẽ không phải tiếng gõ cửa, mà là lời nguyền thối nát này. Dương Gian cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn cũng không chậm trễ. Tầng thứ 5 quỷ vực mở ra. Đây là mức độ quỷ vực lớn nhất mà hắn có thể chịu đựng được ở thời điểm hiện tại. Tầng quỷ vực này có thể xua đuổi một số ác quỷ không quá nguy hiểm, thoát khỏi hiện thực. Nhưng nó cũng không thể kéo dài lâu được, nếu sau hồi lâu, quỷ vẫn có thể xâm nhập trở lại. 5 tầng quỷ vực mở ra nhưng vẫn không đuổi được quỷ gõ cửa. Tuy nhiên, cơ thể của con quỷ đã bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng đỏ dày đặc, như thể đang ngâm trong máu, đưa ngươi trở về thực tại. Sự trấn áp bằng quỷ vực của Dương Gian dường như được hình thành, đồng thời mắt quỷ của hắn nhìn chằm chằm vào quỷ gõ cửa. Mặc dù không thể đưa đi, nhưng sau khi hủy bỏ sức mạnh linh dị thì quỷ vực thuộc về quỷ gõ cửa sẽ không thể phát ra nữa, nó cứ thế bị kéo vào trong thực tại. Mà trong thực tại, dưới chân của con quỷ là một cái bẫy. Đó là một chiếc hòm đang mở, phù phù. Khoảnh khắc tiếp theo, quỷ chưa gõ được cửa bỗng bị mất thăng bằng, trực tiếp rơi xuống đất, rơi vào chiếc hộp đã chôn trước đó một cách rất chuẩn xác. Thành công rồi. Dương Gian biến mất tại chỗ ngay tức khắc. Ngay sau đó hắn xuất hiện gần chiếc hộp,
không chút do dự đá cái nắp cố gắng để niêm phong hoàn toàn con quỷ lại. Chỉ cần thành công, hành động lần này có thể được kết thúc một cách khá dễ dàng. Nắp được ấn xuống, nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được lực cản. Ông già đó vẫn giữ tư thế giơ tay lên, dường như khi rơi vào bẫy rồi nhưng vẫn muốn giơ tay gõ cửa. Mà cánh tay giơ lên giống như một cái ống thép cứng rắn cắm ở đó. Đùa gì vậy? Dương Gian dùng toàn lực để đè xuống nhưng vẫn không thể làm cong cánh tay của quỷ gõ cửa, rõ ràng một thân hình gầy gò nhưng lại chứa ẩn một sức mạnh phi thường. Sức mạnh này không đến từ cơ thể gầy gò, mà đến từ linh dị không xác định. Và chiếc nắp sắp đậy lại thậm chí còn có cảm giác như sắp được nâng lên. Hoàn toàn không thể ép xuống được. Nếu mình không đậy lại thì con quỷ sẽ nhanh chóng rời đi. Tim Dương Gian đập loạn xạ, hắn đã thấy ánh sáng đỏ ở phía dưới cái hòm đang tắt dần, thay vào đó là một không gian lạnh lẽo và u tà. Quỷ vực của quỷ gõ cửa lần nữa dần hiện ra. Và lý do của sự khó hiểu này chính là bởi sự thối rữa quái dị. Đối kháng càng lâu, sự thối rữa lại càng diễn ra đáng sợ. Năm tầng quỷ vực cũng đang bị ăn mòn, tuy rằng sẽ mất một chút thời gian, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn cản. Nagasawa, nếu chưa chết thì đi qua đây, giúp ta ấn cái nắp này xuống. Nói xong Dương Gian đưa Nagasawa ra khỏi phòng. Đây là quỷ vực của hắn, mọi việc đều do hắn quyết định. Nagasawa nhìn thấy quỷ bị rơi vào bẫy, trên mặt lộ ra một chút vui mừng, hưng phấn, nhanh chóng đến ấn nắp hòm xuống. Tuy nhiên, trong khe hở nhỏ đó, một sức mạnh kỳ lạ khó hiểu thoát ra. Trong thế giới được bao phủ bởi ánh sáng đỏ, dường như xuất hiện một điểm đen, đang có xu hướng lan rộng, một khi nó lan ra khỏi chiếc hòm thì con quỷ sẽ thoát ra khỏi đó. Đến lúc đó, tất cả đều vô ích. Sự hợp lực của Nagasawa cũng không ảnh hưởng gì, nắp hòm vẫn xuất hiện khe hở. Cuối cùng, Dương Gian thậm chí còn sử dụng quỷ vực để di chuyển một tảng đá khổng lồ và đè nó lên trên, nhưng vẫn không thể che được khe hở cuối cùng trên nắp hòm. Đó không phải vấn đề về trọng lượng. Ngài Dương, có gì đó không đúng, con quỷ đó đang ăn mòn chúng ta. Nagasawa lập tức trợn tròn mắt, hắn phát hiện mu bàn tay bắt đầu xuất hiện vết đốm xác chết. Vẻ mặt của Dương Gian thay đổi, hắn cảm thấy sự rung động của nắp hòm ngày càng rõ ràng hơn. Sự ăn mòn của quỷ gõ cửa đang liên tục xảy ra, cứ ăn mòn đến đâu thì quỷ vực của quỷ lại lan ra nơi khác. Chết tiệt, đã như vậy rồi mà vẫn chưa chịu buông tay. Đây là thử thách lòng kiên nhẫn của ta sao? Dương Gian không muốn kéo dài thêm nữa, nghiến răng nghiến lợi, trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao trẻ củi rỉ sét kỳ lạ. Con dao này không sắc nhọn chút nào, có thể thấy các cạnh bị cùn, quằn lại. Trên bề mặt dính rất nhiều thứ, có bùn, máu khô và một ít máu thịt dính vào, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất của con dao này là nó có thể chặt đứt một con quỷ. Dương Gian không có ý định trực tiếp kích hoạt lời nguyền, hắn cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm không thể nào tưởng tượng được nếu làm như vậy, hắn nhanh chóng nắm lấy con dao và đi vài đường trong không trung. Lợi dụng quỷ vực, hắn chém vào cánh tay của quỷ gõ cửa. Răng rắc, cánh tay gầy gò, lạnh lẽo đó trực tiếp bị chặt gãy. Đấy cũng là lần cuối cùng mà Dương Gian nhìn thấy nó, và sau đó nắp hòm được đóng sầm lại. Quả nhiên. Tuy dao trẻ củi quỷ không trực tiếp kích hoạt lời nguyền nhưng vẫn có thể chém quỷ và gây ra một lượng sát thương nhất định. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1367, người đưa ra quyết định 1. Sầm, một tiếng động mạnh vang lên, đó là tiếng hộp đóng sầm lại. Với âm thanh vang vọng này, quỷ gõ cửa đáng sợ đã lang thang bên ngoài nửa năm này rốt cuộc cũng bị giam cầm. Không biết ông già mình đầy những vết đốm xác chết này có thân phận như nào, cũng không quan tâm đáng sợ ra sao, cuối cùng cũng vẫn bị rơi vào trong bẫy. Cánh tay gầy guộc chống nắp hòm ban nãy đã bị Dương Gian chặt đứt bằng một chiếc dao trẻ củi kỳ lạ. Không biết con quỷ không có cánh tay này có thể tiếp tục gõ cửa được không? Có thể con quỷ gõ cửa này về sau sẽ biến thành quỷ một tay. Tất nhiên, sự chia cắt của dao trẻ củi chỉ mang tính tạm thời, có thể con quỷ đã thu lại cánh tay của mình trong chiếc hòm này rồi. Bây giờ có vẻ như suy đoán trước đây của ta không sai chút nào, dao trẻ củi quỷ trực tiếp tiếp xúc với ác quỷ cũng có khả năng tách rời ác quỷ. Nếu dùng dấu tay hoặc dấu chân làm vật trung gian, nó có thể bỏ qua khoảng cách và gây sát thương cho quỷ.
nhưng thay vào đó, bản thân cũng phải chịu một lời nguyền cực kỳ lớn của dao trẻ củi. Trước lời nguyền này, ta cần sử dụng một lực trấn áp quỷ để ngăn cản. Ta đã vung hai nhát dao, một nhát vào dấu tay đẫm máu trong căn phòng bí ẩn của khách sạn Seja và một nhát vào Phương Thế Minh. Nhưng nhát dao lần này thì khác, ta không dùng vật trung gian mà trực tiếp để con dao và con quỷ tiếp xúc. Hiệu quả vẫn rõ ràng, nhưng cái giá phải trả sẽ như thế nào đây? Dương Gian nhìn con dao sắt rỉ sét trên tay với vẻ mặt đầy suy tư. Nagasawa ở bên cạnh cũng nhận ra điều kỳ lạ trên tay Dương Gian, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng nhìn thấy cánh tay của con quỷ đã bị chặt đứt. Cảnh tượng này đã phá vỡ trí tưởng tượng của hắn. Trong các sự kiện linh dị, việc đối mặt với sự tấn công của quỷ chỉ để tồn tại đã là điều rất khó, có thể chống lại sự tấn công của quỷ. Tìm ra quy luật và cuối cùng là giam cầm quỷ thì chỉ có nhóm người ngự quỷ hàng đầu mới có thể làm được. Nhưng Dương Gian không chỉ đối đầu trực diện với con quỷ mà còn lần lượt gây ra một lượng sát thương nhất định cho nó, khiến con quỷ bị hạ gục một lần ngay trước mặt người sống. Đáng kinh ngạc, thực sự không thể tưởng tượng được. Nagasawa sững sờ tại chỗ, dường như hôm nay lại bị kích động thêm một chút, hoặc là hắn giống như ếch ngồi đáy giếng, không thể tưởng tượng được sự xuất hiện của cảnh này. Quả thật là một người đàn ông mạnh mẽ. Đến kinh ngạc, ngay cả những con quỷ mạnh cũng đều thất bại trước hắn. Ta tạm thời không phát hiện ra mình có chuyện gì bất thường, xem ra mọi chuyện vẫn bình thường. Dương Gian suy tư một hồi, kiểm tra tình hình của chính mình. Sau nhát chém đó, hắn dường như không cảm thấy gì, như thể hắn vung nó một cách bình thường, hoàn toàn khác với khi kích hoạt vật trung gian trước đó. Có cần phải gánh chịu hậu quả không? Hay là ta đã có thể chịu được cái giá phải trả khi sử dụng con dao này ở cự ly gần trong trạng thái hiện tại của mình? Nói cách khác, lời nguyền tiềm ẩn đó vẫn chưa bùng phát, mất một thời gian để hình thành. Tuy hắn chỉ dự đoán, nhưng trong lòng hắn cũng đang sợ hãi. Vì cái giá phải trả cho việc sử dụng vật linh dị là vô cùng đắt, từ gương quỷ, tù quỷ, hộp bát âm và cả kéo quỷ cũng không ngoại lệ. Ngài Dương, thế nào rồi? Không sao chứ? Nagasawa thấy Dương Gian đã suy nghĩ rất lâu, sợ hắn xảy ra chuyện nên không thể không nhắc nhở hắn. Dương Gian lúc này mới tỉnh táo lại, mắt quỷ của hắn nhắm lại, quỷ vực nhanh chóng biến mất, sau đó nói, quỷ hiện tại đã bị ta nhốt vào trong hòm nhưng giam giữ như này vẫn không đủ ổn định. Có thể vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào, ngươi hãy thông báo cho hội trưởng Mishima, bảo hắn cho người đến xử lý. Hắn vỗ nhẹ vào chiếc hòm ở dưới chân, âm thanh kim loại vang lên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng độ dày của chiếc hộp. Đây không phải là lúc để nghĩ đến những điều này. Tuy quỷ gõ cửa đã bị giam giữ nhưng đây không phải là nơi an toàn tuyệt đối, hắn cần phải vận chuyển thứ này đi càng sớm càng tốt. Kẻo lại bị những sự việc kiện linh dị khác tấn công, thành phố Kobe còn tồn tại ít nhất 3 sự kiện linh dị không đồng nhất khác. Quỷ xé quần áo trong tủ, khởi nguồn của sự kiện bong bóng đầu người và ác quỷ thức tỉnh của Sakai. Và điều này chỉ là trên bề ngoài, chắc chắn còn có nhiều điều kinh hoàng đang ẩn, sâu trong bóng tối. Được, được rồi. Ta sẽ liên lạc với hội trưởng Mishima ngay lập tức. Nagasawa lau trán đang đẫm mồ hôi, khuôn mặt khó coi như người chết, nhưng nét mặt rất thoải mái, như thể vừa mới trở về từ trong địa ngục. Vội vàng lấy máy ra, hắn bắt đầu liên lạc với Mishima. Đột nhiên, Dương Gian cất con dao sắt rỉ sét đi, hắn đứng dậy, dừng dưng nhìn xung quanh như thể sau khi quỷ vực của hắn bị thu hồi. Ở một nơi nào gần đó có một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào hắn trong bóng tối. Cảm giác này không mạnh, chỉ là bản năng, giác quan thứ 6. Có hay không, hắn cũng không thể chắc chắn. Là ảo giác sao? Hay là có một sự kiện linh dị nào đó không rõ ở gần đây? Dương Gian cau mày vô thức sờ mu bàn tay. Hay là khởi động mắt quỷ ra một lần nữa để xác nhận tình hình? Hắn do dự. Tuy nhiên vào thời điểm này, trên đường phố bỗng có một chiếc xe đi từ xa lại gần, chạy băng băng, dường như không sợ đụng phải người qua đường hay thứ gì đó. Hẳn là người do hội trưởng Mishima sắp xếp. Lúc này Nagasawa đặt điện thoại xuống vẫy tay, ở đây, bọn ta ở đây, trốn đi. Dương Gian liếc nhìn quỷ đồng ở gần đó rồi ra lệnh cho nó trốn đi, hắn không muốn chuyện này bị quá nhiều người biết. Mặc dù Nagasawa đã nhìn thấy nó, nhưng những gì từ miệng người khác và những gì hắn nhìn thấy là hai chuyện khác nhau. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại. Không có nhiều người đến, chỉ có 3 người. Đi đầu là một người đàn ông đầu trọc,
Tiếp theo là một người đàn ông gầy gò, sau đó là một hắn chàng có chút quen mắt. Nếu nhớ không nhầm thì người đó nên gọi là Tano. Đúng vậy, là người mà trước đó suýt nữa đã bị Dương Gian dùng đũa giết chết ở phòng rượu nhỏ ở sân bay. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1368, người đưa ra quyết định 2. Đó là Yamazaki Nagasawa ở bên cạnh. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đầu chọc thì sắc mặt liền thay đổi, có vẻ rất để ý. Hắn là ai? Dương Gian thản nhiên hỏi. Người ngự quỷ hàng đầu ở nước ta, đại khái tương đương với cấp đội trưởng của nước ngươi. Bọn họ cũng là một trong những nhân vật được đánh giá có tư cách trở thành ngọc, địa vị vô cùng cao quý. Nagasawa thì thào, nhưng hắn là một người rất cứng rắn và độc đoán, vì vậy hắn rất nguy hiểm, ngay cả hội trưởng Mishima cũng không có cách nào can thiệp vào hành động của hắn. Người kia là ai? Người đàn ông gầy gò đó. Dương Gian liếc mắt nhìn rồi nói. Thân thể gầy gò đó quả nhiên không bình thường, có lẽ đã phải chịu ảnh hưởng của quỷ. Tuy tên đầu chọc tên Yamazaki vẫn như người thường, không có gì dị thường, nhưng sinh khí trên người của hắn quả thực rất quái dị, có thể thấy rằng đây là một trong những người ngự quỷ có trạng thái tốt nhất. Không rõ, ta không tiếp xúc nhiều với những người như Yamazaki, ta rất xin lỗi vì đã làm ngài Dương thất vọng. Nagasawa xin lỗi. Lúc này ba người xuống xe đi ta, người đi đầu Yamazaki cười cười chào hỏi, ngài Dương, rất hân hạnh được gặp ngài. Lần này ngài làm rất tốt, hội trưởng Mishima mời ngài đến xử lý chuyện này quả thực là một lựa chọn rất đúng đắn. Ngài đã vất vả rồi, chuyện tiếp theo hãy giao cho ba người chúng ta xử lý, ngài Dương có thể về tận hưởng sự chăm sóc của cây cô rồi. Nói xong, mắt hắn nhìn vào chiếc hộp dưới chân Dương Gian. Con quỷ thực sự đã được giam giữ bên trong. Nguy hiểm đã qua đi, hơn nữa thời gian rất vừa vặn, tin rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người tới đây nhanh hơn mình. Xét cho cùng, việc đến gần thành phố Kobe trước đó là đồng nghĩa với cái chết, chỉ những nhân tài đặc biệt mới có đủ tư cách để vào đây. Nagasawa đã dịch những lời của Yamazaki một cách thần tốc, khiến Dương Gian nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó. Sau khi nghe lời này, vẻ mặt của Dương Gian hơi thay đổi. Các ngươi, tiếp quản đương nhiên không có vấn đề gì, thành phố Kobe này, nếu các ngươi muốn cứu người thì vẫn kịp. Dù sao thì trong thành phố vẫn còn có rất nhiều người sống sót, nhưng thứ này thì không được. Hắn chỉ vào dưới chân mình. Đây là đồ của ta, lúc nãy ta đã nói rõ với hội trưởng Mishima rồi. Ngài Dương chắc đã hiểu lầm rồi, mọi thứ ở đây đều là của câu lạc bộ diệt quỷ chúng ta, kể cả chiếc hòm đó. Mong rằng ngài Dương sẽ không làm khó ta, dù sao thì chúng ta vẫn rất tôn trọng ngài Dương. Về tiền thù lao của ngài Dương thì một xu cũng không thiếu, thậm chí cây cô đó, nếu ngài Dương muốn thì cũng có thể đưa đi. Tuy nhiên, những thứ quan trọng không có trong thỏa thuận thì không thể lấy đi mà không có lý do. Mặc dù người đàn ông đầu chọc tên Yamazaki này nói năng khá lịch sự, thậm chí còn luôn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ cảnh báo nguy hiểm, giống như một thành viên câu lạc bộ đang đe dọa người thường. Không có gì sai trong lời nói, nhưng giọng điệu không đúng. Con người ta không thích vòng vo, cũng không biết cách nói chuyện lễ phép. Từ khi ra trường ta chưa từng bị xã hội đầu độc, tính tình khó ưa. Vậy nên ngươi có thể gọi ta là ngài Dương, nhưng ta chỉ có thể lạnh nhạt mà mắng ngươi là đồ chó. Dương Gian lạnh lùng kiên quyết nói, muốn thứ này sao? Nếu lấy mạng ra để uy hiếp thì ta giết được quỷ gõ cửa, cũng có thể giết được mấy thành viên trong câu lạc bộ diệt quỷ các ngươi. Đội trưởng ở bên tổng bộ của ta mà ta còn dám giết, các ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm đến các ngươi sao? Nagasawa khi nghe được những lời của Dương Gian, tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại bỗng trở nên căng thẳng trở lại. Hắn nhìn Dương Gian, khóe miệng mấp máy, hắn cảm thấy nếu mình dịch ra câu này thì nhất định hai bên sẽ xảy ra xung đột. Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng dịch câu này. Dù sao, Yamazaki không phải là một tên ngốc, hắn có lẽ sẽ đoán được hàm ý của câu nói này. Quả nhiên, vừa dứt lời khuôn mặt của Yamazaki đó đông cứng lại, nụ cười của hắn bắt đầu tắt dần. Và sau đó hắn nhìn chằm chằm vào Dương Gian với ánh mắt nham hiểm, như thể bị lời nói của hắn làm cho tức giận. Tên khốn, sao ngươi dám nói chuyện với ngài Yamazaki như vậy? Tano đứng bên cạnh tức giận nói.
Một kẻ thậm chí còn không nắm giữ được mạng sống trong tay thì không có đủ tư cách nói chuyện. Hoặc là câm miệng, hoặc là ta sẽ cho ngươi biến mất khỏi thế giới này. Dương Gian liếc hắn một cái, tỏ vẻ không kiên nhẫn đối với người đàn ông tên Tano này. Lần trước hắn vì nể câu lạc bộ diệt quỷ nên mới tha cho hắn một mạng. Nhưng thể diện chỉ có thể cho một lần, nếu cho nhiều sẽ vô giá trị. Nếu hắn thực sự có ý định làm điều đó, Dương Gian sẽ tiễn tên này đi mà không hề do dự. Tano tuy tự cao tự đại nhưng không hề ngu ngốc, lúc này có thể cảm nhận được ánh mắt quỷ của Dương Gian đang nhìn mình chằm chằm, dường như sắp tới sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra. Kế đó, hắn không dám nói gì nữa, cho dù Yamazaki bên cạnh chống lưng nhưng cũng không có ích gì. Nhưng sau khi sửng sốt một lúc, Tano mới cảm thấy biểu hiện của mình quá đáng xấu hổ và không đàng hoàng, trong lòng có chút tức giận, muốn tiến lên vài bước để chứng tỏ mình không sợ hãi. Nhưng Yamazaki đã vươn tay ra và ngăn Tano lại. Yamazaki tuy rằng vẻ mặt dữ tợn, nhưng cũng không liều lĩnh, đừng có làm bừa, đối phương là quỷ nhãn Dương Gian tiếng tăm lẫy lừng, thái độ của ngươi chỉ có càng khiến hắn thêm coi thường. Tano không nói chuyện, chỉ liếc nhìn Dương Gian với sắc mặt khó coi, sau đó lùi lại vài bước. Đúng là một tên nguy hiểm. Yamazaki hơi nheo mắt và nhìn Dương Gian. Hắn cũng cảm nhận được luồng khí nguy hiểm phát ra từ cơ thể của Dương Gian. Nhưng đó không phải là vấn đề là người trước mắt này hai lần ra tay đều dụ được quỷ gõ cửa cả hai lần. Tuy rằng lần thứ hai quỷ đã bị bắt nhốt nhưng cuộc đối đầu quỷ vẫn là một nỗi kinh hoàng không thể quên. Sau hai lần đối đầu, trạng thái vẫn tốt như vậy, không có bất cứ tổn thương nào và cũng không có dấu hiệu ác quỷ thức tỉnh, điều này quả thực là không bình thường. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1369, người đưa ra quyết định 3. Theo như suy nghĩ của Yamazaki, hắn định thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình trạng bất ổn của Dương Gian để lấy chiếc hòm chứa quỷ từ tay hắn, sau đó nắm chắc công lao của sự kiện linh dị sẽ về tay mình. Về phần Dương Gian, Yamazaki không có ý định gây xung đột, chỉ hy vọng hắn lấy thù lao xong rồi cút khỏi đây, không chướng mắt mình nữa là được. Không ngờ, thái độ của Dương Gian này rất kiên quyết, thậm chí có chút kiêu ngạo. Hắn không nói những lời to tát để hù dọa mọi người, nhưng hắn thực sự sẵn sàng làm điều đó. Mặc dù có khả năng chỉ là uy hiếp nhưng rất nhỏ, trạng thái của hắn quả thực rất tốt. Yamazaki cũng đoán ra tình thế này, trong lòng biết kế hoạch lần này của mình có khả năng thất bại nên không có ý định để tình hình hiện tại xấu đi. Dương Gian lúc này có chút không kiên nhẫn, nếu không muốn đánh nhau với ta thì các ngươi từ đâu đến thì hãy về nơi ấy. Đừng tới cản trở ta chỉ có thể nhẫn nhịn vài lần, có thể ngay sau đó tâm trạng ta không tốt sẽ trực tiếp giết hết các ngươi. Đến lúc đó nói với hội trưởng Mishima các ngươi đã chết bởi một sự kiện linh dị, điều này ai mà biết chứ. Yamazaki lúc này mới nở nụ cười, cười rất lạnh lùng, lộ ra vẻ lạnh lẽo tê dại khiến người ta khiếp sợ, nhìn cái hòm dưới chân Dương Gian, dường như đã có lựa chọn. Ngài Dương, xin hãy bình tĩnh, chúng ta cũng không có thủ oán sâu nặng như vậy, phải không? Nếu Ngài Dương đã có an bài, vậy chúng ta chỉ có thể làm theo nguyện vọng của Ngài Dương. Hơn nữa, chúng ta đến đây chỉ để làm ăn, không có thù hằn gì với Ngài Dương. Chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra, ta hy vọng chúng ta không có bất kỳ hiểu lầm nào với nhau. Bây giờ ta vẫn cần phải xác định tình hình của thành phố này, vậy hôm nay đến đây thôi, chúng ta xin đi trước. Hắn đã chọn cách thỏa hiệp và lùi bước. Sau khi xin lỗi và chào, người đàn ông tên Yamazaki quay trở lại xe với hai người bên cạnh, rồi từ một con đường khác đi về hướng trung tâm thành phố. Đúng là một tên kinh tởm, muốn đến đây làm ngư ông đắc lợi, ăn cá ăn cả xương, cũng không nhìn xem bản thân có bản lĩnh đó không. Dương Gian lạnh lùng nhìn những người này rời đi, hắn không có ý định ra tay. Không phải không dám ra tay mà là sự việc vẫn chưa nghiêm trọng đến mức phải ra tay. Xảy ra tranh chấp thì đều không có lợi cho bất cứ ai. Chỉ là phải tỏ rõ thái độ, nếu lùi bước là thua. Cũng may là không ra tay, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Nagasawa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nhưng nếu như thực sự giao đấu, khả năng Yamazaki thất bại sẽ rất cao. Dù không muốn thừa nhận nhưng sau khi nhìn thấy khả năng của Dương Gian, hắn càng tin tưởng vào Dương Gian hơn.
sau khi lái xe vào trung tâm thành phố Kobe. Trên xe, khuôn mặt của Yamazaki rất khó coi, mặc dù hắn chọn lùi bước nhưng không có nghĩa là hắn đã hoàn toàn nuốt trôi cục tức này. Đặc biệt là khi Dương Gian mắng mình là đồ chó đã càng kích động đến hắn, hắn sợ nếu tiếp tục ở lại thì bản thân sẽ không nhịn được mà ra tay. Vì vậy, lý trí nói với hắn rằng hắn phải đi, nếu không tình thế sẽ mất kiểm soát. Dương Gian không tổn thương gì khi đối đầu với ác quỷ, đây không phải là cơ hội tốt, lựa chọn của ngài Yamazaki là đúng. Người đàn ông gầy gò phụ trách lái xe nói, ta biết rằng trong câu lạc bộ diệt quỷ, ta và tên Dương Gian đó đều được đánh giá là có tiềm năng trở thành ngọc. Nhưng ngọc thì chỉ có một viên, nên ta không muốn bị vỡ tại đây. Yamazaki nhắm mắt lại, bóng dáng như ẩn hiện trong bóng tối, ảm đạm đến đáng sợ. Ngài Yamazaki không biết phải đối phó với Dương Gian đó như thế nào sao? Tano ngạc nhiên hỏi. Không, hắn chỉ là một tên viện trợ từ nước ngoài, nếu ta chống lại hắn, kết quả cuối cùng là hai viên ngọc đều bị vỡ. Cho dù chưa vỡ nhưng cũng đã nứt ra rồi, vậy nên chỉ có thể đến đây. Sự nhượng bộ của ta không hề thiệt, dù sao chỉ là một lần dò thám, không thành công cũng không mất mát gì. Yamazaki nói, sắc mặt dần trở lại bình tĩnh, nhưng bộ dạng vẫn rất dữ tợn. Nếu mục tiêu này không thể đạt được, vậy thì không thể để hành động lần này trở thành vô ích. Dù sao thì ta cũng cần có thể diện, vậy nên hãy giải quyết đại một sự kiện linh dị nào đó rồi về đi. Dừng xe, bắt đầu điều tra từ đây. Ngay sau đó, cả nhóm dừng lại ở ngã tư nơi nến quỷ của Dương Gian được thắp sáng. Cả ba bước xuống xe và muốn quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay sau đó họ đã phát hiện ra điều bất thường. Đó là một người đang đi trên đường nhưng quay lưng lại, dường như đang chuẩn bị đi đến một con đường khác rồi biến mất ở một góc nào đó trong thành phố. Dừng lại, người đàn ông tên Tano hét lên. Yamazaki cau mày, nhưng hắn không ngăn cản hành vi liều lĩnh của Tano, dù gì thì con quỷ nguy hiểm nhất cũng ở chỗ Dương Gian. Giờ đây hắn tin rằng dù còn chút gì đó sót lại thì hắn cũng có thể đối phó với nó. Tiếng hét này người sống có thể nghe thấy, vì người sống sẽ quay lại sau khi nghe âm thanh này, còn nếu là người chết hoặc quỷ thì không thể phản ứng lại Tano. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi người đàn ông phía trước dừng bước, sau đó ngoảnh đầu lại, đám người liền có thể nhìn thấy rõ đó là một cái đầu người chết trong trạng thái thối rữa, một đôi mắt xám xịt quái dị, khóe miệng hơi cong lên, dường như sắp tách ra, lại giống như đang mở miệng nói chuyện. Dáng vẻ cố nói chuyện của cái đầu này còn đáng sợ hơn. Quỷ! Lúc này ba người đều giật mình, thật là trùng hợp. Vừa bước xuống xe đã gặp một con quỷ đang lang thang trong thành phố. Hãy coi nó là nhiệm vụ phải hoàn thành đi, người đàn ông gầy gò nói. Tuy nhiên, Yamazaki chưa kịp nói gì thì người đàn ông tên Tano liền ngã xuống đất. Một cái đầu người đứt lìa khỏi cổ, rơi xuống đất và lăn về phía người đàn ông phía trước. Đôi mắt trên đầu Tano nhìn vào Yamazaki, nhưng ý thức của hắn đã mất đi, không có dấu hiệu của sự sống. Con quỷ quay lại và lập tức giết một người ngự quỷ, nhưng cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại. Ánh mắt trắng xám của con quỷ đang chuyển động, như thể đang nhắn vào mục tiêu tiếp theo. Không ổn rồi. Yamazaki kinh hoàng, cảm thấy một sự nguy hiểm khủng khiếp đang ập đến, như thể hắn sắp bị giết bởi con quỷ này. Quỷ đang nhìn về hướng mình. Một khi bị nhắm đến, Yamazaki cảm thấy mình sẽ chết một cách khó hiểu như Tano. Chạy mau, không chút do dự, hắn cảm thấy mình gặp phải thứ bất thường, liền quay người bỏ chạy không nói một tiếng nào. Nhưng khi quay lại, Yamazaki lại sững người. Phía sau cũng có một người đàn ông đang đứng trên đường, cũng quay lưng về phía hắn. Nhưng sau đấy người đàn ông đó dường như phát hiện ra điều gì và bắt đầu nhìn lại đây. Trên cổ cũng có một cái đầu chết đã thối rữa. Hai người trước và sau giống hệt nhau, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1370, vết thương mới 1. Sự kiện quỷ gõ cửa đã kết thúc. Một giọng nói rất phấn khích phát ra từ một văn phòng tạm thời ở sân bay gần thành phố Kobe. Tổ trưởng Vương Tín của câu lạc bộ diệt quỷ đã truyền ra thông báo như vậy, nói xong cả người nhẹ nhõm như chút được gánh nặng khó tả. Các thành viên khác cũng đứng dậy sau khi nghe điều này, cũng hào hứng không kém. Tuyệt vời,
cơn ác mộng này đã qua. Đây có phải là sự thật không? Đội trưởng Vương Tín, sự việc đã thực sự kết thúc rồi sao? Một ngày khó tin, cuối cùng cũng được giải thoát. Các thành viên trong câu lạc bộ cũng như chút được gánh nặng, dù đã ở độ tuổi trưởng thành và ổn định nhưng họ cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng và phấn khích. Tại thời điểm này, hội trưởng Mishima cũng từ văn phòng nhỏ bên cạnh đi ra, trên mặt nở nụ cười, tâm trạng vui vẻ. Bởi vì sau khi nhận được cuộc gọi từ Nagasawa, hắn lập tức đoán được kế hoạch thành công rồi, hắn tốn không ít công sức mời Dương Gian đến quả thực không làm hắn thất vọng. Một sự kiện linh dị làm hắn đau đầu bấy lâu nay thực sự đã được giải quyết trong một ngày. Năng lực này quả thực thật đáng sợ. Hội trưởng, bây giờ chúng ta có nên chuẩn bị một bữa tiệc mừng không? Vương Tín nói. Đúng là nên chuẩn bị, ngươi hãy dặn dò xuống dưới đi. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là vào thành phố Kobe và hoàn thành một số công việc còn lại. Vừa rồi, cuộc điện thoại của Nagasawa đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Việc giam giữ quỷ vẫn chưa ổn định nên cần phải qua đó xem xét tình hình, hơn nữa phải vận chuyển hết sức cẩn thận. Mặc dù hội trưởng Mishima rất vui mừng nhưng vẫn rất bình tĩnh. Được rồi, ta sẽ thu xếp ngay bây giờ. Vương Tín bước đi ngay lập tức. Tuy nhiên vào lúc này, một thành viên khác của câu lạc bộ vội vã chạy từ bên ngoài vào, sau đó bước đến bên cạnh hội trưởng Mishima và nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó. Hội trưởng Mishima vốn đang cười bỗng nhiên vẻ mặt liền thay đổi, trở nên lạnh lùng và ảm đạm, như thể đã phải kìm nén được cơn tức giận không có chỗ nào để trút bỏ. Tên khốn, tên Ichiro chỉ là một tên khốn, hắn thực sự đã mời Yamazaki dẫn người đi tìm Dương Gian, bọn họ muốn làm gì? Sự việc vừa mới kết thúc, nếu chúng gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn, được thì lần này Ichiro lấy cái chết ra để tạ ta cũng không đủ. Lúc này, hội trưởng Mishima mới nhận được tin Yamazaki đưa hai người nữa đến thành phố Kobe. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Bởi vì Mishima biết rằng tên sự sắp xếp của Ichiro là nhằm vào mình, một khi Yamazaki cướp được quỷ gõ cửa từ tay Dương Gian. Vậy thì toàn bộ công lao ở thành phố Kobe lần này đều thuộc về hắn, nói không chừng hắn còn bị trách cứ vì kinh phí chi cho hành động lần này. Nhưng nếu chỉ như vậy thì không đủ để khiến Mishima tức giận. Điều khiến hắn tức giận là lần này rất có thể vì sự thiển cận và hành vi ngu ngốc của Ichiro đã đắc ta với một người mà hắn không nên đắc ta. Từ đó vì lợi ích trước mắt mà phá hủy mối quan hệ và sự hợp tác của hắn với Dương Gian. Thật ngu ngốc và kinh tởm. Hội trưởng Mishima thầm mắng mỏ, sau đó nói, lập tức chuẩn bị, theo ta đến thành phố Kobe. Hội trưởng, ở đó vẫn còn những sự kiện linh dị khác, rất nguy hiểm. Một thành viên lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hội trưởng Mishima nói, không cần lo lắng, tên Yamazaki đó đã vào thành phố Kobe rồi, còn Dương Gian vẫn còn ở đó. Nếu có hai người như vậy, cho dù có nguy hiểm cũng có thể đối phó. Bây giờ không còn quỷ vực nữa, cho dù là người thường cũng có thể dễ dàng vào trong thành phố. Ngoài ra không thể có chút sơ suất gì với con quỷ gõ cửa đó, ta phải đích thân đến đó một chuyến mới an tâm. Được rồi, ta sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu thì vấn đề khiến Mishima đau đầu lại xuất hiện. Hắn không biết tình hình ở đó bây giờ thế nào, cũng không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra sau cuộc gặp giữa Dương Gian và Yamazaki. Nếu quỷ gõ cửa khó khăn lắm mới nhốt lại được giờ lại thoát ra, vậy thì bây giờ hắn cũng dám đi giết người. Vì nếu con quỷ được thả ra, chắc ngài Dương Gian sẽ không quan tâm. Về việc Yamazaki có khả năng này hay không, Mishima vẫn chưa biết. Nhưng trong thâm tâm hắn cảm thấy Yamazaki có lẽ không bằng Dương Gian, dù sao thì Dương Gian đã xử lý sự kiện siêu nhiên này hoàn toàn bằng năng lực của mình. Những người đi cùng Tom, Keiko, Nagasawa và cả người đã chết như Sakai cũng chỉ là bia đỡ đạn, không có tác dụng gì, chủ lực cuối cùng cũng chỉ có một mình Dương Gian. Ngay sau đó, một số xe cộ đã nhanh chóng ra khỏi sân bay và hướng đến thành phố. Các bạn vừa nghe xong tập 137 của bộ truyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.